Vậy có mình chú Sáu làm mà cho ba con ổng làm không? Ông 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 cũng tưới cây tưới đồ chứ. Ông cho mấy con bự nè. Dạ. Nó già rồi ông cũng hái mấy trái được. Có bé nào mà ông xách cho ai đó. Mấy trái được rồi cũng già. Mấy trái được à. Mấy nhỏ nữa. Rồi, con cảm ơn chú Sáu nha, chú Sáu. Dạ. À. Dạ. Đây bữa về xanh á hả chú Sáu? Dạ. Xanh á, bữa dạ. Xanh á. Dạ. Xanh buộc không? Dạ. Bây giờ mít này nó bị bão nó gãy cho không nó lại nè. Ồ. Đây mình mít tố nữ hay gì chú Sáu? Đây là mít Mã Lai. À. Mấy năm mà nó chưa có bão. Cái đây trồng một cây một cái cây vậy là khi nào nó mới lên được. Nó bê nằm màu không được vì nó đây là nó có đâu còn lớn nữa hả chú Sáu ha? Dạ là chờ chín thôi. Quá trời luôn. Wow, quá trời luôn nè. Oh, quá tuyệt vời luôn. Nó phát triển hả? Oh, rộng quá chứ cây. Dạ. Oh. Dạ dạ dạ. Cái mai này hả chứ cái mai này rồi rồi rồi. Ủa cái mai này mình ai mua bán hả chứ? Ở đây ở đây mình kêu mai chú quý cho. Dạ. Kêu mai đỏ. Dạ. Ồ ô đẹp quá. Ủa sao mùa này vẫn có bông chú cường? Dạ. Ồ bông này là coi như là ai mua là bán nha, cái bán nhiêu rồi chú cường? Hỏi bán tết để chịu từ chú cường đâu bán? À. Bảy năm tàu, một tàu lớn, cái nhà nông cái bứng bị lớn thì trồng tới nay. Ồ. Giờ chịu bạc rẻ quá. Rẻ quá hả? Hình như được vé là à, bán. Được vé bán. Thì có má nhiều giống người nào chơi là sẽ thích thấy cái này tự nhiên. À. Ồ. Lên nha, lên ai thấy là nó gì. Ồ, oh, chú Sáu nông dân quá. Ồ. Oh. Cái gì quay